Hello nhé, xin chào tất cả các bác. Ngày nay em có lắp một bộ karaoke ở bên Mỹ Nhân Hà Lan. Bộ karaoke trị giá 19 triệu 500 nghìn đồng. Bộ karaoke điểm nhấn của nó chính là con JBL KSE6120MK2 có nhé. Nó toát lên một vẻ đẹp rất là đẹp. Để trong nhà thì rất là sáng, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Nhìn thấy rất là sáng, không gian sáng sủa. Để những cái đôi loa vào này sẽ là nổi bật căn nhà của chúng ta lên. Bên cạnh về âm thanh hay rồi, chúng ta cũng phải cần về mặt hình ảnh một chút để trang trí cho ngôi nhà. Các bác có thể nhìn thấy nhà của bác ấy rất là đẹp các bác nhá. Đây, nhà rất là đẹp. Nhà bộ này là quá là tuyệt vời rồi. Và các bác nào có nhu cầu âm thanh trong dịp Tết ngày năm nay ở ngoài miền Bắc thôi các bác nhá. Trong miền Nam thì là bây giờ em sẽ không gửi được hàng, thì mong các bác là sang năm thì em sẽ lắp cho các bác sau. Đặc biệt là sử dụng chiếc vang số thì khi chúng ta hát karaoke các thứ nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với chiếc vang cơ. Bác nào quan tâm vui lòng liên hệ cái số hotline em ghi ở trên tiêu đề của video. Cảm ơn tất cả các bác.